Mới đây tại Mỹ vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai mốc phương tiện trên cao tốc khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Sau đây là những thông tin chi tiết về vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường cao tốc liên bang Interstate 90 đoạn qua hạt Bithorn, bang Montana vào đêm 15 tháng 7, trong đó các loại phương tiện cá nhân như xe sedan, xe tải, xe cắm trại cũng như các loại xe thương mại cỡ lớn như xe tải kéo đâm vào nhau liên tiếp ông Jay Nansen thuộc lực lượng tuần tra cao tốc Montana cho biết. Ngay khi biết tin, đội cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Theo ông Nansen, nguyên nhân vụ tai nạn dường như là do gió mạnh gây ra bão bụi, làm cản trở tầm nhìn. Theo hãng tin Sputnik, tốc độ gió có thể lên tới 95 km h Sau khi xảy ra vụ tai nạn, khu vực cao tốc liên bang Interstate 90 đã phải tạm ngưng hoạt động một khoảng thời gian và nay đã hoạt động trở lại. Tổng trưởng lý bang Montana Austin Knudsen cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cô Ariel T. người tình cờ lái xe ngang qua hiện trường vụ tai nạn cho biết cô nhìn thấy một chiếc xe tải cắm trại bị hư hỏng nặng. Cô T. cũng cho hay tầm nhìn khi đó rất kém, bầu trời nhuộm màu nâu đen. Một nhân chứng khác tại hiện trường là ông Josh trickland đã may mắn dừng phương tiện kịp lúc ngay trước khi vụ va chạm liên hoàn xảy ra phía trước xe của ông. Ông Strickland bị mắc kẹt khoảng 45 phút và đã hỗ trợ đưa một cụ ông ra khỏi chiếc xe gặp nạn và đưa cụ lên cán cứu thương. Đến nay, khi nhớ lại sự việc, ông Strickland vẫn cảm thấy sốc khi nhận ra chỉ cách một chút nữa thôi là phương tiện của ông cũng có thể xảy ra tai nạn.